hay là kỹ năng trôi đi. Thì hôm nay tôi xin kêu gọi những ai trong video này, bài viết này, thông tin giúp dùm chị gái năm nay khoảng 65 tuổi. Chị là tuổi Canh Tý, quý vị, các bạn. Thì nếu chị năm nay thì khoảng 65 tuổi, thì chị sinh tại thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Nhưng mà sinh được 3 ngày thì được cái bà cóc của chị, bà cố đó, đem cho tại cô nhi huyện Cần Thơ, thành phố Cần Thơ, cho khoảng tháng 5 1960. Thì chị đó sinh ngày 10, khoảng ngày thứ 6, 10 tháng 6 năm 1960, khoảng ngày 17 tháng 5 năm Canh Tý. Thì nơi sinh của chị là tại chợ Cái Côn, đây là thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Mà khi được 3 ngày tuổi đó, vì nhiều lý do, thì vào khoảng vào ngày thứ hai 13 tháng 6 năm 1960, tức ngày 19 tháng 5 năm Canh Tý, thì bà Nguyễn Thị Sắc, bà lúc đó thì 1893, mà sinh năm 1893, lúc đó bà khoảng 67 tuổi, bà là bà cố của chị, đem đến cô nhi viện Cần Thơ đem cho. Thì lúc đó chị được quấn không khăn sọc đen trắng. Thì tôi đã trình bày thông tin lại nhà thờ An Thạnh, thì gần cô nhi viện Cần Thơ, đường 30 tháng 4 đó các bạn, 30 tháng 4 thành phố Cần Thơ đó. Và nhiều lần gửi thơ đến rất nhiều nơi, các cái nhà thờ, vì lúc đó cho cô nhi viện thì tôi gửi nhà thờ đồng bằng sông Long gửi rất nhiều. Và tôi cũng đã đến và gửi thư đến trung tâm trẻ mồ côi và những đứa đọc đi yêu sinh Cần Thơ, trước đây là cô nhi viện đó, nhưng chưa có kết quả. Thì do bị thất lạc 65 năm mà lúc đó cho thì chị chưa có tên. Thì nếu mà có ai có thông tin này thì giúp dùm để tìm chị đã 65 tuổi, cho chị ở cô nhi viện Cần Thơ năm tháng 5 1960. Thì xin liên hệ là Lê Văn Tư, số điện thoại là 0989 577 088, ở khu vực 3 phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thì chúng tôi xin hậu tạ quý vị. Thì tìm chị gái 65 tuổi chưa đặt tên, các bạn. Thì rất mong quý vị xem video này, xem bài viết này. Tôi đã viết trên các trang, thì tôi đã thông báo trang để Instagram, rồi Tum, OK, Ura, rồi các cái trang Facebook, Zalo, và bây giờ thì có trên kênh YouTube và TikTok. Thì hy vọng quý vị có biết những thông tin của quý vị chỉ dùm. Đây là cái nỗi lòng tình cảm trong thân tộc của tôi muốn tìm quý vị giúp đỡ, tôi chân thành biết ơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video này. Cảm ơn quý vị.